Xin chào anh em nhé. Chào mừng em đã đến video tiếp theo của mình. Thì như anh em đã biết rồi, cái vấn đề mùa này mùa thay lông ấy, nên là thứ nhất là mình rất là ít động chạm đến những con chim của mình là thứ nhất. Với cả tại vì sao là mình hay ra video ít video vào cái mùa này, thì bởi vì thứ nhất để chăm một con chim tốt nhất thì mình cần giữ những cái lúc mà yên tĩnh, thì tranh thủ những cái lúc mà mình đuổi con chim ra tắm như thế này này, thì mình cũng muốn làm một cái video gửi đến anh em, là bình thường anh em hỏi là con chim nó trút lông như thế nào, làm nào để con chim nó trút lông nhanh và hiệu quả. Thì như anh em đã biết rồi, đây là hiện tại mình đang ở trong cái phòng tắm, những cái lồng chim của mình ấy. Ngoài mình quấn những cái đây này, cho anh em xem nhé, con chim của mình trút lông rất là ghê luôn. Đây nữa này, ba con này hiện tại của mình nó đang thay lông ấy. Đây. Chú ý nhé, khi mà tắm như thế này này, anh em đừng cho con chim nó nhìn thấy mặt của nhau rồi. Đó, nhìn này, anh em nhìn lông lá ở lồng này này. Đó, thấy ok chưa? Đấy, thì cũng muốn chia sẻ với anh em một cái cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Thứ nhất nhá, ngoài cái vấn đề đấy là mình áp dụng là mình thấy hiệu quả và ok, bởi vì không phải nhất nhất là anh em nào áp dụng nó cũng ổn hết đâu. Bởi vì thế, vì khi mà nhiều con chim ấy, cái tình trạng và cái thể lực của con chim nó rất là kém, nên là tại sao con chim nó không thể trút lông được là vậy. Những cái như anh em đã biết rồi, mình chuyển những con chim của mình chuyển về chế độ dưỡng hết rồi, dưỡng lông để tạo một cái gọi là sức khỏe tốt để con chim nó trút được một bộ lông. Ngoài ra ấy, thì mình vận dụng một cách này là mình vận dụng là trong cái phòng tắm của mình như thế này này, thì mình để con chim nhá, chia sẻ với anh em là những con chim nào mà buổi sớm ấy, khi mà thấy dấu hiệu là bắt đầu xuống lông nhiều nhá, anh em nên nhớ này, xuống lông nhiều chứ không phải là lúc báo lông đâu. Báo lông rụng một hai sợi mà anh em làm theo cách của mình thì nó sẽ không đạt hiệu quả cao. Là đối với những cái chú chim nào bắt đầu trút lông nhiều nhá, trút lông nhiều ấy, là mình bắt đầu là khi mà buổi sáng, sáng sớm mình mở cái áo lồng ra mà thấy con chim nó trút nhiều rồi ấy, thì mình bắt đầu phủ áo lồng vào, mình đưa vào trong cái khu vực mát của nhà mình. Các bạn nhà không có nhà tắm hay là gì hay là gì, các bạn chọn những một cái phòng nào nó kín gió một chút, mình tạo một cái độ ẩm. Thứ nhất là mình tạo độ ẩm dưới nền cho chim này này, cái nền này lúc nào nó cũng ẩm ướt. Dụ rảnh rảnh là mình dội một hai gáo nước, hoặc là mình có những cái chậu nước đằng sau như này này là mình để lên. Mọi người thấy cái xô phía đằng sau này không? Đấy, cái xô sơn ấy, thì mình hay đặt cái lồng chim lên đấy. Đối với những ba bốn chú chim ấy thì mình lấy khoảng độ tầm độ ba cái lồng xô sơn như thế là mình đặt lên, mình cho vào một cái góc phía đằng sau như thế này này. Thì buổi sáng những lúc mà tầm độ 6:30 7 giờ như này, tầm vào mùa này là 7 giờ, khi mà mình mở áo lồng lên mà thấy những con chim của mình trút như thế thì nhá, mình đưa vào luôn thì mình thực hiện cái chế độ là phủ áo lồng như thế này anh em ạ, phủ áo lồng như thế này nhá. Để là sao? Thứ nhất là tạo cái độ ẩm môi trường để cho chim dễ dàng trút lông. Thứ hai nữa là mở như thế này để con chim nó có đường ăn uống, tránh cái trường hợp mà anh em đóng kín quá. Tại làm sao, anh em cứ để ý cái phân của con chim của anh em xem, khi mà thay lông ấy, đây này, phân con chim của mình sao nó khô, nó vẫn ok được. Bởi vì khi mà cái tình trạng mà anh em sử dụng hoa quả trong cái mùa thay lông này, nó không phải tránh, không thể tránh được. Khi mà dùng hoa quả nhiều, cái lượng nước trong cơ thể con chim nó tích nước rất là nhiều, nên sẽ xảy ra cái tình trạng là con chim nó đi phân nát. Đây anh em để ý cái phân chim của mình này. Đó. Như chia sẻ với anh em nhé, khi chuyển vào đây rồi ấy, thì mình là để tĩnh cho con chim thôi. Anh em hỏi một cái điều nữa là ví dụ để ngày để đêm như thế à? Mình không. Mình để đến tầm độ khoảng độ 4:30 như này là mình bắt đầu là cho ra là mình đóng áo lồng và treo lên một cái vị trí khác để cho con chim nó ngủ nhá anh em nhá. Thì bởi vì cái phòng này mình còn làm hoạt động thứ khác nữa, chỉ cái ban ngày thôi là mình dành riêng cái không gian này là để mình chuyển hết chú chim của mình vào. Thì cái cách này của mình nó cực kỳ hiệu quả, con chim nó trút lông rất là ghê gớm luôn anh em ạ.
Với cả bình thường ấy, ví dụ như lịch của mình nhá là 2 ngày cho chim ra tắm một lần. Thì mình ví dụ ngày hôm nay đây này, như là ngày hôm nay này, mình hãy chuyển hết cái chỗ chim thay lông của mình ra, thì mình dành cái khu vực này để tắm cho chim. Mình nói chung là cái vấn đề về tắm cho chim ấy, cái thể trạng của chim lúc thay lông này nó cực kỳ kém nhá. Tại vì sao nhiều người hay bị trúng gió này, hay bị ho là vậy. Bởi vì nhá, mình tắm ở trong cái không gian nhà tắm này, bởi vì nhà tắm mình khá rộng ấy, mình tắm ở đây nó kín gió anh em ạ. Tránh được cái trường hợp là khi mà nhiều khi con chim của anh em cơ thể nó đã yếu rồi, mà bây giờ đồng nghĩa cái việc là tắm ngoài gió hay là gì đó, gặp đúng cái luồng gió độc một cái là thôi, toàn cả một cái mùa lông nó chuẩn chỉ, nó ok nhất là bây giờ mà thành ra là chăm không được nữa thì coi như là vứt đi anh em. Đó anh em nhớ giúp dùm mình nhá, khi ban ngày thì mình đưa vào, còn ban tối thì mình trước khi cho chim đi ngủ ấy thì là mình bắt đầu đưa ra và kéo khóa áo lồng nhá. Có thời gian thì các bạn thay cái giấy lót lồng này luôn này này. Bình thường nhá, đối với những lúc như thế này vào tầm buổi trưa như thế này thì chia sẻ với các bạn là mình không thay giấy lót lồng luôn đâu, đến tầm độ buổi chiều tối, bởi vì cái thời gian của mình ấy, nó dành mình hay làm ca và buổi chiều, và mình có thời gian để cho chim kịp đi ngủ, mình kịp đóng áo lồng và thay giấy lót lồng nó cực kỳ nhanh thôi. Ví dụ bạn nào mà nuôi nhiều ấy thì mình không nói, nhưng mà ví dụ mình có khoảng độ 10 con như thế thôi thì mình chỉ có mất khoảng độ tầm độ 3 đến 5 phút là hạ chim xuống, là thay giấy lót lồng, đưa vào thay giấy lót lồng, vì thế nó rất là tiện luôn, rút khay phân ra xong rồi cho giấy lót lồng mới vào, đẩy vào kéo khóa áo lồng cho chim đi ngủ thì tuyệt vời đấy. Ngoài ra mình các bạn này có thể sử dụng những cái biện pháp như mình như này đấy, mọi người nhìn thấy không, dán băng dính quanh như thế này để tránh cái trường hợp là lông tung tóe khắp nhà, phụ huynh hay chửi hay là vợ con hay chửi đấy, thì là bảo như thế cho nó sạch sẽ, giữ vệ sinh sạch sẽ ok. Còn trên đây là cái cách của mình để giúp con chim nó hiệu quả, thì các bạn cứ thử áp dụng xem, nếu mà ok thì phản hồi dưới comment bên mình nhé. Với cả anh em nào có những cách nào hay ấy, chia sẻ. Cá nhân mình ấy thì mình không cho lá xoan hay là lá gì ở dưới này đâu, thực ra mình chả có gì cần thiết đâu, thực chất cái vấn đề vẫn phải cần là con chim nó có cái một cái thể lực tốt, cái tình trạng sức khỏe của con chim ok thì đảm bảo là kiểu gì thì kiểu những cái con chim đấy nó sẽ chút lông cực kỳ mạnh. Còn đối với anh em nhé, mình làm là làm những cái con chim là chưa thay lông lần nào đây thì là mình làm video đấy, còn đối với những anh em khác có thể làm những con chim mà đã thay lông một mùa rồi, 2 mùa rồi, cái lông lá nó đã ổn định rồi, ví dụ bình thường nhá vào tháng 7 tháng 6 tháng 7 âm như này là con chim thay lông, thì sang mùa sau là tháng 6 tháng 7 con chim nó là bắt đầu thay lông, nó tạo thành một cái parem rồi, con chim nó ổn định rồi thì đến lúc chút lông nó cực kỳ dễ. Còn đối với những con chim mà mộc dở, khi mà anh em nào mới chơi mới nuôi mà chăm lông lần đầu ấy thì anh em còn bỡ ngỡ, bởi vì con chim đấy nhiều lúc anh em chăm chưa được khỏe và chưa được đạt thì con chim nó sẽ xuống lông theo một cái kiểu khác và theo một cái chiều hướng khác, nên là ở đây mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình là cái vấn đề như thế thôi. Chắc là mình kết thúc video tại đây thôi, cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào có câu hỏi gì hay là gì trong mùa thay lông này thì cần giải đáp thì anh em cứ comment bên dưới để mình biết, thì mình có những cái video chia sẻ đến anh em nhé. Thì mùa này ấy, thì không có dịch bệnh là một này, thứ hai nữa là mình muốn tĩnh cho con chim nên là mình cũng không ra nhiều video cho anh em đâu. Cảm ơn mọi người nhé, bye bye. Đó, con chim của mình vừa tắm xong cho nó ra nhá anh em nhé. Nhìn này, cái mặt này, mặt vẫn còn này, tay vẫn còn. Đây, cái lông bụng thì thay trắng bốp luôn này anh em nhé. Nhìn này, thay trắng bốp luôn. Đó, thay nó triệt để. Đấy, chim thay lông nhìn nè anh em, mũi vẫn còn đang lông lá này.